Năm 1966, Hội Họa Sĩ Trẻ thành lập ở Sài Gòn. Một trong những khuôn mặt đáng chú ý nhất đó là Nguyễn Trung. Ông sinh năm 1940 tại Sóc Trăng. Rất sớm, ông đã đọc và dịch Suzuki. Và cũng rất sớm, vào năm 18 tuổi, đang học năm thứ hai tại trường cao đẳng mỹ thuật Gia Đình. Ông đã bỏ ngang, bỏ trường, bỏ lớp, bỏ các quy tắc luật lệ, một tay cò lông, một tay giá vẽ, bước xuống đời, nơi mà mọi hạnh ngộ là kết quả của vô vàn trùng trùng duyên khởi. Hai năm sau, ông đoạt huy chương bạc của triển lãm mùa xuân, và ba năm sau đó, ông lại đoạt huy chương vàng của triển lãm mùa xuân. Trong các tác phẩm của Nguyễn Trung, chủ đề thường đan quyện lẫn nhau. Từ những rung động đời thường như Gia Đình Chài Cá, Cà Phê Buổi Sáng, Sen Hồng, Thiếu Nữ Với Hoa Sen, được xen lẫn với những cảm xúc tinh tế trong Đền Vàng, Sự Tỉnh Thức, Cánh Cửa, Bên Trong Chùa. Một bên là tranh sơn dầu hình thể, với đỉnh cao là sen hồng. Ở đây, người ta thấy một thiếu nữ trần trụi với chiếc váy màu xanh, tay cầm hoa sen, khuôn mặt và thân hình nàng sáng rực trước một hậu cảnh xanh xám chập trùng. Một bên là trừu tượng mang nhiều sắc thái Phật giáo, tiêu biểu là tác phẩm Cánh Cửa. Ta đang đứng trước một cánh cửa màu nâu, được đóng kín. Đóng mà không đóng, cánh cửa sẽ tự mở ra khi có đủ duyên. Năm 2005, sau cuộc triển lãm tại New York, Nguyễn Trung có ghé Texas để thăm hai người bạn tâm giao, đó là vợ chồng Trần Dạ Từ và Nhã Ca. Tại đây, trong một cuộc phỏng vấn của Song Văn, tờ Việt Báo, ông đã giải thích về sự chuyển hướng từ sơn dầu hình thể qua trừu tượng. Hay đúng hơn, đó là sự chọn lựa của ông về cách thức từ bày tỏ của mình với cuộc sống qua cây cọ. Năm 2011, tại Queen Gallery, Nguyễn Trung lại cho ra một loạt tác phẩm mang tên là Đen Trắng Xám với một phong cách mới, trừu tượng không hình thể. Một người bạn của Đinh Cường đã nhận xét rằng ông ta thích cái sự trong sáng và đơn giản trong tranh của Nguyễn Trung. Steve Jobs, một con người tin vào Đạo Phật, một người đã biến đổi thế giới bằng tài năng của mình. Trước phút lâm chung, ông ta đã trầm trồ 3 tiếng. Wow! Không ai biết được chính xác ông ta muốn nói điều gì. Nhưng nếu Steve Jobs thốt lên như vậy bởi vì choáng ngợp trước một cái cảnh tượng im lặng, tĩnh mịch đến đơn giản, thì điều này chúng ta có thể bắt gặp được trong những bức tranh Đen Trắng Xám của Nguyễn Trung.
Họa sĩ đã bước qua cái tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy. Mong ông tiếp tục con đường sáng tạo của mình để làm đẹp cho đời.